Hôm nay ngày 13 tháng 3, Công an quận Ba Đình thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1978 ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, về tội vô ý giết người và tội tàng trữ ma túy. Bị can Phạm Thế Đức 37 tuổi bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều tra, khoảng 3 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 3, Châu Việt Cường cùng 3 người bạn đến nhà của Phạm Đức Thế ở phường Cống Vị của Ba Đình để tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp. Sau khi sử dụng ma túy suốt đêm, đến khoảng 8 giờ sáng, Châu Việt Cường bị ảo giác, chạy xuống nhà mua tỏi rồi nhét vào miệng chị Hát để trừ ma. Do lượng tỏi to còn nguyên, mắc nghẹn ở cổ đã làm cho nữ sinh này ngạt thở và tử vong.